Cái vụ của tôi đã từng giải cứu cho... Tôi có khoe với mọi người là tôi chính thức thì có 4 đứa con ruột, nhưng mà có những 40 mấy đứa con thuộc linh. Mình cũng không phải là người ham làm cha người khác đâu. Nhưng mà khi mà đi sang Mã Lai để cầu nguyện giải cứu ấy, quỷ nó hiện lên là mày Lai. Mày là cái thá gì mày đuổi. Tao mạnh lắm, mày không có làm gì được tao. Nó nói thẳng như vậy. Thì tôi hiểu là ma quỷ nó biết là cái ưu quyền thuộc linh tôi chưa có trên cái đứa trẻ đó. Bởi vì chính cha mẹ đứa trẻ đó không tin Chúa mà. Thế nhưng mà cảm ơn Chúa, Đức Thánh Linh rất là yêu thương ngài gõ đầu tôi, nhắc tôi về vấn đề ưu quyền thuộc linh. Thì tôi biết là Chúa cho cha mẹ có ưu quyền trên con cái và chồng có quyền trên vợ. Thế và sau khi tôi nhân danh Chúa Giêsu, tôi chói ma quỷ lại từ ngày đi xuống. Tao nói chuyện với nhân linh của người này. Thì tôi gọi lên đứa con đầu tiên ở Mã Lai tôi là cháu Thái, nó đặt tên là John. John, tôi biết con có một quá khứ rất đau thương, cha mẹ không yêu thương con, hắt hủi, ra ngoài xã hội thì thua kém bạn bè, cũng bị người ta khinh rẻ. Đi sang Mã Lai hầu việc Chúa mà cũng bị những người hầu việc Chúa cũng có cái sự phân biệt, vì có những người làm tổn thương. Cho nên thằng bé nó có cái sự hận thù, cay đắng, rồi có rất nhiều điều. Thì tôi nói là tôi biết là con đã có những cái linh nó ở trong người, nhưng mà tôi yêu thương con, tôi muốn nhận con làm con có chịu không? Trước cái đuổi mấy tiếng đồng hồ không ra. Thế nhưng mà đến khi hỏi có muốn làm con của tôi không, thì nó sung sướng quá, nó ôm cổ mình cứ ba một cái, thì mình đặt tay lên vai nó. Ê, bây giờ phút này trong danh Chúa Giêsu quyết định với tư cách là cha của đứa bé này, ma quỷ đi ra, nó đi ra. Và bởi cái đó tôi có đứa con đầu tiên, và sau đó tôi có những đứa con tiếp theo là như vậy. Và cảm ơn Chúa là khi mình nhận làm con mà sao mình yêu thương thế, rất là yêu thương. Chúng nó rất hiếu thảo, gọi điện tôi mỗi ngày. Tôi ở nhà ông bà mục sư là sư thấy Việt Nam rồi Mã Lai rồi Cali rồi khắp nơi, nó gọi điện đến rất dễ thương. Nhiều khi thích chỉ say hi, daddy khỏe không nọ kia. Và tôi thích nhất là chúng nó yêu mến Chúa, bằng chính là nó khao khát lời Chúa. Nó lên là tôi mừng nhất là những cái cú điện thoại nó hỏi tôi, ba ơi cái đoạn kinh văn này nó có ý nghĩa gì, con đọc con không hiểu. Và tôi rất vui là chúng nó khao khát lời Chúa và mình chia sẻ. Khi mình chia sẻ đó, Chúa lại dạy dỗ tôi lúc đó một cái yếu tố nữa mà trước đây tôi chưa được biết. Quý vị biết lời của Chúa rất là huyền diệu. Mình không thể nào một lần, hai lần mình được. Kể cả một đoạn kinh văn đó thôi, mình cứ đọc đi đọc lại. Thì mỗi một lần Chúa lại dạy dỗ mình một sự dạy dỗ mới. Ok. Ôi nói vậy, nói nó tùm lum, nó không biết đi đâu. Vì anh chị em có gì thắc mắc muốn hỏi thì có thể hỏi và tôi trả lời, thì nó hàng hơn giao lưu đi. Ok. Anh chị em có gì thắc mắc không? Có gì muốn hỏi không? Hồi nãy một sư bác có chia sẻ về cái sự thay đổi trong đức tin của một sư bác, khi mà từ một người chưa biết Chúa mà gặp một sư thầy rồi biết Chúa một sư bác. À không phải có một sư thầy. Tôi thật sự ra tôi có chia sẻ trên Tình Yêu Không Biên Giới, Truyền Hình Cơ Đốc và Tiếng Nói Phúc Âm Đài Phát Thanh Tin Lành. Thì tôi có làm chứng là tôi đã đến với Chúa như nào. Thì thật sự ra ấy, cũng không có vẻ vang lắm đâu. Bởi vì khi tôi đang ở Liên Xô học mà bên Liên Xô, sau đó làm ăn, rồi cuộc đời nó xô đẩy và tôi mất hết tiền tài và mất cả gia đình, và tôi cảm thấy nó cay đắng lắm. Thì thật sự ra lúc đó ấy, tôi rất muốn đi tìm một cái quyền lực siêu nhiên nào đó để mà giúp cho tôi, thứ nhất là lấy lại mặt mũi và tiền tài, và thứ hai là trả thù những người hại tôi thôi. Thì lúc đó ở bên Nga nó có cái tờ báo là Time and Vlash, có nghĩa là quyền lực bí ẩn này, nói về những quyền lực về phù thủy rồi các cái loại phù phép đấy. Thì thực sự ra tôi lại đi tìm đến cái của đấy chứ tôi không có tìm đến Chúa đâu, bởi vì mình đâu có biết là theo Chúa được phước như thế này, nếu biết thì đã theo lâu rồi. Thế thì mình cũng chỉ đến đó và tìm đến một ông phù thủy và biết là ông đã từng có những mối quan hệ như này và thấy ông có power. Và mình chỉ tìm kiếm power chứ mình không có tìm kiếm một cái đấng nào hết. Thế giờ nhưng mà Chúa lại thương tôi từ hồi đó, mặc dù biết mình là thằng ngu dại, nhưng mà Chúa cũng đã dùng môi miệng ông nói là tại sao mày đi theo ma quỷ làm gì? Mà đi theo ma quỷ thì linh hồn mày các nhà sẽ bị mất. Mình bảo nó rằng Chúa quỷ ai được, miễn là cho tôi những tiền tài danh vọng và trả thù những người hại tôi thôi. Thế nhưng mà cái ông phù thủy ở bên Nga ấy, tất cả những người nào mà kể cả những người làm đuổi quỷ cũng được gọi là phù thủy căn đun. Thì ông này thật sự ra là ông có dùng danh Chúa đuổi quỷ thật, nhưng mà không phải là để vinh hiển danh Chúa mà để kiếm tiền. Cho nên là cuối cùng là gì, ông nó bị ma quỷ nó chơi lại, nó đốt 10 đầu ngón tay của ông ấy. Ông dúng vào nước
bỏ ra lại cháy, dúng vào nước bỏ ra lại cháy. Mà Chúa phạt trên Chúa để cho mỗi một đốt mất đi rồi thì Chúa mới tắt. Cho nên ông cay đắng Chúa lắm. Nhưng mà dù sao Chúa cũng dùng môi miệng ông nói là tại sao mày lại đi dâng linh hồn cho ma quỷ. Thế rồi một ngày kia tôi đòi ông dẫn tôi ra nghĩa để tôi xem quỷ nó làm sao. Mà ông này thì tại vì ông là người say rượu khướt ra, nhưng mà mình giúp ông là có ông quý mình nữa. Thế mà ok, tao thì được protection, được bảo vệ rồi, còn mày thì chưa. Thì tôi bảo thế thì vậy làm thế nào được protection, mục đích của tôi chỉ muốn nhìn quỷ thôi. Thì ông bảo tôi đứng và lặp lại theo ông là lạy Chúa, con biết con là kẻ có tội với các đứa con. Chính là cái bài hướng dẫn cầu nguyện tin nhận Chúa vậy đó. Thì tôi cũng làm cho xong vậy để mà khi mà tôi ra ngồi nói chuyện ấy, thì quỷ nó hiện lên mặt ông, nó làm mặt ông méo mó và dài ra rồi thay đổi. Thì nó thật rất là sợ hãi. Thế nhưng mà rồi cuối cùng thì là nó cũng thôi, thì ông bảo may cho mày ấy, là tao đuổi nó xuống, chứ còn nếu không ấy, là nó đập mày rồi đấy. Thế rồi sau đó tôi từ Nga về Việt Nam, xong cái chuyện nó dẹp qua một bên, là shopping around các loại tôn giáo khác, cũng đi chùa, cũng đi đạo mẫu, rồi cũng nọ cũng kia, nhưng mà thật sự ra không có một thứ tôn giáo nào cho tôi thỏa lòng hết. Mà tôi lại bất mãn đạo Phật nữa, tại vì nếu mà tôi là muốn nghiên cứu xem nó là gì thì nó không có một cái điểm đầu, nó chẳng có điểm cuối. Tức là nó không có gốc được cả, mình có thấy là ở tiên nảy nòi ra một cái ông như vậy rồi theo vậy thôi, không biết để làm cái gì. Hồi đấy tôi có biết đâu Chúa tốt lành đâu. Mình cứ nghĩ là Chúa cũng như Phật thì ngưỡng là ai cũng vậy thôi. Thế nhưng mà rồi cùng là tôi bất mãn Phật là gì? Khi mà bà ngoại tôi bị ung thư ấy, tôi đã nếu như mà Phật quả thật là có năng quyền mà chữa được cho bà tôi ấy, thì tôi sẽ tha Phật. Nhưng mà nếu không thì tôi cũng ngại. Quyết luôn. Kết quả là ngoại tôi mất, mà ngoại tôi thương tôi lắm. Bà có cháu nội cháu ngoại rất đông, nhưng cụ là thương tôi nhất nhỉ. Trên cái sự mất mát của ngoại nó làm cho tôi đau đớn lắm. Đúng. Thế tôi bảo Phật không có thiên mà dẹp, từ đấy thì tôi xẹp. Bà già tôi còn sợ là mày nói phải tội vào. Tội gì? Có cái vị gì đâu, dẹp. Mà tôi đã thẳng là thẳng luôn nha. Thế sau đó thì tôi sang lại Mỹ này. Tôi được sang Mỹ đoàn tụ gia đình. Thì cuối cùng là tôi đến nhà thờ. Thì lúc đó tôi mới thử xem thế nào. Cái bà vợ cũ của tôi bà ấy đi nhà thờ Tin Lành. Thì mình đọc Kinh Thánh thì tự dưng bắt đầu mình mới bảo wow, cái này nó có đầu có đuôi này. Chứ hồi nào giờ mình toàn đi lưng chừng đâu, không biết là mình lên toa xe giữa đường không biết là nó bắt đầu từ đâu, bọn chẳng biết nó đi đâu cả. Nhưng đây mình thấy là rõ ràng có đầu có cuối. Và khi mà tôi đọc thì lời Chúa bắt đầu tác động trên tôi, và tôi thấy được cái sự cảm động. Chỗ là hồi nào người ta thờ những người đó kia vì người ta sợ, chứ không phải vì người ta yêu đâu. Thế nhưng mà đây mình thờ phượng Chúa vì mình yêu Chúa, bởi vì Chúa đã yêu mình trước. Và cũng chẳng có ai hy sinh cho mình hết. Cứ ngồi đấy mấy pho tượng ngồi không, nhận oản, nhận xôi, nhận đủ mọi thứ, đúng không? Chả làm được cái gì cho mình cả. Còn đây mình đến với Chúa, mình chẳng phải dâng gì cả, mình được tất cả. Thì dần dần bắt đầu tôi xin Chúa thay đổi đời sống tôi, và năm 99 tôi chính thức tái xác nhận đức tin, là thật sự tan vỡ vì cái sự dơ dáy của mình, và ăn năn để xin Chúa tha thứ. Thế vào năm 99 thì tôi có cơ hội rất là đặc biệt với Chúa, là trong lần cầu nguyện Chúa hiện đến với tôi. Và quý vị ơi, từ đó giờ đi không ai thay đổi đức tin của tôi cả. Tôi đã thấy Chúa Ngài tuyệt vời quá, và cái sự tuyệt vời quá, cái sự tiền tượng, tôi khóc. Tôi bảo lạy Chúa, con là cái ai mà lại được một đấng vua trên môn vua, Chúa trên môn Chúa đoái hoài ấy. Bây giờ tôi nói vua trên môn vua, Chúa trên môn Chúa tỉnh bơ, bởi vì tôi đọc Kinh Thánh, đọc thần học. Nhưng ngày đấy tôi đã đọc Kinh Thánh đâu. Trước đấy mà đọc Kinh Thánh lạy Chúa tha tội, tôi buồn ngủ lắm. Lâm ra lắm lúc mình bảo bài thuốc rất là tốt để mất ngủ là gì, cứ rơi Kinh Thánh này là ngay. Bởi vì hồi đó ma quỷ nó đang bưng mắt tôi để không cho tôi biết lẽ thật. Thế nhưng mà đến khi mà tôi đến mà tôi thấy Chúa, tôi nhảy như một đứa trẻ, cứ hallelujah, hallelujah, không thắng lại được. Bây giờ thì tôi mới biết hallelujah là cái gì. Tại thời điểm đó tôi không biết hallelujah có nghĩa là cái gì. Nhưng mà Đức Thánh Linh đã đến và hướng dẫn tôi để mà tôi nói. Tôi khóc với Chúa, thưa Chúa ơi, con là ai mà được đấng vua trên môn vua, Chúa trên môn Chúa đói hoài đấy. Ông Bill Clinton, ông là Tổng thống Mỹ, ông là Tổng thống thế giới, đã chắc gì Chúa thèm đói hoài đấy. Con là ai mà được đấng như vậy. Là tôi khóc, và khi mà Chúa nhìn tôi như một sư đại đang tôi khoảng cách như này, tất cả những cái đắng cay đã tiêu tan hết, quý vị. Một cái cảm giác sung sướng không có ngôn ngữ nào tả được. Cái cảm giác đó nó không phải là earthly nữa, nó là heavenly. Rồi cái cảm giác ấy không có kinh nghiệm nào trên đất này có để mà mình có thể so sánh được hết. Ngày xưa khi tôi còn là ca sĩ, là diễn viên ở Việt Nam ấy, người ta hỏi hạnh phúc nhất đối với tôi là gì, là đứng trước một sân khấu lớn, có nhiều khán thính giả, mình hát để họ
họ vơ tay, họ vỗ tay, họ tặng bông, họ xin chữ ký. Không cắt xe nào so được cái cảm giác sung sướng. Nhưng mà nếu mà đem mà so với vài giây thấy Chúa, nó không có làm cái gì hết, cái gì nó không có làm cái gì. Và bằng chứng là sau đó tôi đọc Kinh Thánh như một người nghiện ma túy. Tôi nhớ tôi cầm quyển Tân Ước màu xanh, tôi đọc từ Ma-thi-ơ cho đến Khải Huyền, và đọc cái ngày hôm đấy là không ăn, không ngủ, thậm chí không đi bathroom luôn. Mà đọc đâu Chúa cho thuộc đấy. Và đến khi tôi đọc Tin Lành Mác đoạn 13 tập câu 24-27, When the Son of Man come back, khi mà con người quay trở lại, thì exact là những gì tôi đã thấy trong cái vision đó. Và Chúa cho tôi 6 tháng trời, lòng tôi nó có vui phơi phới, vui lắm mà không có tả, lúc nào chỉ muốn hát thôi, không biết buồn là gì trong 6 tháng như vậy. Thế nhưng mà giá như hồi đó mà tôi được gieo vào một cái nơi đất tốt để mà có người gọi là follow, hướng dẫn cho Timothy để cho tôi lớn lên, thì ngày hôm nay chắc tôi đi xa lắm. Nhưng mà giờ tôi lại ở trong một cái hội thánh người ta không có tin kính gọi là quyền năng Chúa lắm. Tôi khoe, tôi gặp Chúa hả? Đấy này. Thôi thì tốt cho anh vậy. Thế mà cuối cùng làm cho tôi cái sự nó cũng sẹp. Tôi biết là tôi đi đến hội thánh cuối tuần, tôi nhận bắt tem trong thánh linh, tôi nói tiếng lạ. Thế toàn này, chỗ đây là tà giáo, đừng có đến nhá. Tà hay không không biết, tôi thấy tại sao họ mạnh mẽ vậy mà. Trong khi đó, mình thì chính thống lắm, mà thấy chẳng bao giờ thấy phép lạ. Nhưng mà tôi đến, tôi nói là rõ ràng Kinh Thánh có nói về tiếng lạ. Và tôi cầu nguyện Chúa và lạy Chúa, nếu quả thật, nếu đến từ Ngài, xin cho con, để con gây dựng đức tin cho chính con thôi chứ không có ai hết ạ. Và quý vị ấy, khi mà tôi xin Chúa đẹp lòng, tự dưng tôi thấy là vừa nghĩ trong đầu, rõ ràng tôi nghĩ tiếng Việt thôi mà ai bẻ miệng, tôi bẻ lưỡi ở kia, và đã bật ra một cái thứ ngôn ngữ mới. Mà cái này không phải tôi kiểm soát nữa. Và khi tôi cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu thì không có ma quỷ nào đến nó trèo lên đầu tôi, nó chui vào miệng tôi để mà nó nói được. Bởi vì huyết của Chúa đang ở với tôi. Chúa Giê-xu, khi mình kêu cầu Ngài thì không ma quỷ. Mà khi ở trong nơi sự hiện diện thánh của Chúa, ma quỷ không có chỗ. Mẹ nó chịu nổi. Thậm chí có những người ở trong cái sự thờ phượng thánh, ma quỷ nó chịu không nổi, nó phải manifestation, nó phải xuất ra. Thế và cảm ơn Chúa là cứ từng bước như vậy. Tất nhiên là khi mà tôi ngồi trong một thánh siêm này, tôi phải giấu nhẹm này. Mình mà đi riêng với Chúa thì mới xem ngọt ngào ấy. Mình cầu nguyện một tiếng Việt, cầu nguyện tiếng Anh là 15 phút mỏi miệng, nhưng mà cầu nguyện tiếng lạ là 2 tiếng tỉnh bơ. Bởi vì đó là gì? Không phải Minh Lan mà là Chúa. Ok. Thì tôi cũng nói ngay, hội thánh của chúng ta là Baptist, mà thường tôi biết là anh em trong Baptist, nhất là giáo hạt liên hữu, thì họ cũng không có welcome lắm nhé. Nhưng mà nếu như trong vòng anh em nào được Chúa thăm viếng thì anh em khác đừng chỉ trích. Vì quý vị chỉ trích không phải chỉ trích anh em mình đâu. Mà quý vị phạm với Đức Thánh Linh thì không được tha cả lần này lẫn lần sau luôn. Còn nếu ai khao khát, Chúa nói hãy đến mà uống. Nước sông hàng sống sẽ chảy. Ai khát cứ đến uống thôi. Ai muốn được đầy dẫy năng quyền của Chúa, cứ mạnh dạn đến. Ai muốn có sức của Chúa để sống đắc thắng trong Ngài, cứ mạnh dạn đến. Đừng có để những cái lề lối của hệ phái. Tôi đến giờ phút này tôi cũng nói tôi là dân CMA đây, mà tôi cũng hầu việc Chúa trong hội thánh Baptist đây, nhưng mà tôi không theo hệ phái, tôi theo một mình Chúa Giê-xu. Hệ phái không cứu tôi, một mình Cha yêu thương Chúa Giê-xu đã chết thế cho tôi. Tôi chỉ theo Ngài, những gì Ngài nói trong Thánh Kinh tôi ghi lòng tạc dạ và tôi làm theo. Tha là vâng lời Đức Chúa Trời hơn vâng lời người ta. Amen. Amen. Hôm nay chúng ta không có đông lắm, nhưng mà nếu mà anh chị em nào muốn được Chúa đổ đầy Thánh Linh của Ngài, hay là gọi là báp tem trong Thánh Linh, quý vị mạnh dạn lên, tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị nhận cái điều đó. Khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta có Đức Thánh Linh chưa? Có. Ngài giáng vào chúng ta. Thì tôi nói là những người tin Chúa thật nha. Chứ nếu tin Chúa để lấy vợ, hoặc là tin Chúa ở trại tị nạn để sang đây dân Tin Lành nó cho bảo trợ, thì nó không nằm trong chương trình cứu rỗi của Chúa nha. Chứ còn nếu một ai đó đang một giây phút trong đời quỳ xuống ăn năn, ôi Chúa ơi, con xấu xa quá, con tệ hại quá, con không ra gì, xin Chúa thương xót cứu con, thì chắc chắn người đó đã được Đức Thánh Linh dựa vào. Nhưng mà đã đầy chưa? Chưa đâu. Bởi vì sao? Quý vị mời Chúa vào phòng khách, nhưng phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp này leave me alone Chúa. Chúa lịch sự lắm, Chúa đứng ngoài ngõ thế, chứ Chúa không có đạp cửa như ma quỷ. Ok? Nếu chúng ta không mời gọi Chúa không vào đâu. Chúng ta vẫn còn để những cái phòng này, phòng kia cho những cái thú vui xác thịt của chúng ta biết nó không đẹp lòng Chúa đâu. Nhưng mà Chúa ơi, con thích nó quá thì con vẫn thèm thuốc quá, con muốn uống rượu quá, con vẫn thích xem phim mát quá.
chị em không muốn cho Chúa vào đó, thì chúng ta vẫn còn để đó. Vậy tôi lấy ví dụ linh hồn của chúng ta, tôi tạm thời lấy ví dụ như một cái ly đi. Trước khi tôi đến với Chúa, tôi lấy cá nhân tôi nha. Hòn sỏi làm theo ý riêng, một đống cát, xác thịt, hoặc là có khúc gỗ ghen ghét, hoặc là ghen tị, hoặc là cạnh tranh, hoặc là... tự đại khái nó tùm lum tà la vậy đấy nhá. Nhưng khi tôi đến với Chúa, Chúa yêu thương, Chúa chấp nhận tôi the way I am. Chứ nếu mà Chúa đợi tôi perfect thì chẳng thế gian thì chả ai được cứu rồi. Chúa chấp nhận tôi, Chúa yêu thương tôi, và Đức Thánh Linh là như nước rót vào. Trong ly có nước không? Có. Nhưng mà có nhiều không? Không, bởi vì sao? Nó bị ban thứ kia, nó choáng hết rồi. Ok. Cũng như thế, tôi mời Chúa đi xe với tôi, nhưng tôi cầm tay lái, Chúa ngồi ghế bên cạnh ở phía sau. Tôi không để cho Chúa lái cái cỗ xe thuộc linh để hướng dẫn đời sống tôi. Do đó đời sống tôi nó nghẹt rồi. Và nhất là ý muốn của Thánh Linh đã nghịch lại ý muốn của xác thịt nữa, lại càng làm cho tôi khó mà vâng lời Chúa nữa. Chứ tôi đi nhà thờ, đi rồi về, đời sống tôi không nên thánh được, bởi cớ tôi không thể bỏ được những cái thứ vui của tôi. Và đó là tôi đã đi trong đồng vắng 7 năm rưỡi. Khi tôi đi hội thánh CMA, trước mặt mọi người tôi là một người rất khả kính. Tôi nấu nướng cho hội thánh. Tôi dạy, có những lúc dạy trường chủ nhật, và có những lúc thì dạy tối thứ tư kinh thánh. Tôi trưởng ban nam giới, worship leader, và công tác gì tôi cũng dự phần hết. Nhưng mà trước mặt mọi người, ơi ông này thiêng liêng lắm, thánh khiết lắm, ngon lắm. Nhưng mà nếu mà tôi sấp mặt ở gió tối ở trong căn phòng riêng của tôi ấy, thì thú thật với Chúa là tôi xấu hổ lắm. Bởi vì tôi vẫn còn có bao nhiêu cái điều xấu xa dơ giấy mà tôi đã cố mà không có cách nào mà thoát được bằng sức riêng của mình. Sấp mặt với Chúa thì I have nothing, tôi không có gì cả. Lúc đấy mà tôi thấy Benny Hinn hoặc là những người Hack Monkey thấy dấu kỳ phép lạ, tôi bảo ai chứ không phải tôi đâu, họ là đặc biệt lắm chứ mình làm sao mà được cái điều như vậy. Nhưng mà tôi quên một điều là Thánh Kinh ghi rất rõ, Tin Lành Mác đoạn 16 câu 17-18 là cái chủ đề mà tôi sẽ chia sẻ ngày mai. Những kẻ tin ta sẽ được những dấu này: một, lấy danh ta mà chỉ quỷ; hai, lấy tiếng mới mà nói; ba, bắt dẫn trong tay ứng được không hại gì; và bốn là gì? Hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Nếu lời Chúa đã nói như vậy thì nó phải là như vậy chứ. Mà tại sao tôi không bao giờ thấy trong đời sống của tôi và của chúng anh em xung quanh tôi nữa? Đó là cái thiếu hụt, bởi vì cớ là gì? Nước có nhưng vẫn nghẹt ngòi. Cho đến khi mà tôi hiểu được cái điều đó là tôi phải dốc cái ly ra, tôi rửa sạch đi để cho nó empty, để cho Chúa đổ đầy nước vào. Chỉ có nước hàng sống của Chúa rồi đến nó tràn ra, tôi chìm ngập trong cái nước đó. Lúc đó đời sống của tôi mới được thịnh vượng trong Chúa, và tôi trở thành nguồn phước cho những người khác nữa, tuôn trào ra, dư dật đến tràn ra. Và tôi mong ước cơ đốc nhân ở trên thế gian này ai cũng được đầy dẫy cái điều đó. Quý vị có mong ước là mỗi khi mình thấy có người có bệnh, mình đặt tay trên họ, Chúa chữa lành không? Quý vị mong ước là thấy người đang bị quỷ ám, mình đặt tay trên họ, công bố trong danh Chúa Jesus Christ, quỷ nó phải xuất ra không? Đúng. Hãy nhìn xung quanh chúng ta, biết bao nhiêu người mắc dây, biết bao nhiêu người mental, tâm thần điên, họ là bị quỷ ám hết quý vị ạ. À, tôi nhớ là đợt mà anh Huỳnh Quốc Khánh và tôi đi sang một vị Chúa bên Seattle trong cái chương trình Bồ Đinh Tây Bắc ấy. Có một người chị em đã từng đi nhà thương điên 6 tháng, sau có một người khác rất là thương người chị em này đưa đến. Và cảm ơn Chúa là sau khi cầu nguyện xong thì Chúa đã giải phóng chị từ tự do. Chị mỉm cười, chị hồn nhiên trở lại bình thường với chúng ta. Chúng ta có muốn đưa những người đó trở lại chính họ không? Ma quỷ đã cướp đi của họ sự bình an, cướp đi của họ sức khỏe, cướp đi của họ thời gian, cướp đi của họ niềm vui. Là cơ đốc nhân, chúng ta có muốn giải phóng họ không? Với sức của chúng ta làm thế nào? Chỉ có sức của Chúa thôi. Cho nên là chỉ có sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta mới có năng quyền của Chúa để mà làm những điều đó. Thế cho nên là anh chị em nào mà khao khát điều đó thì cứ mạnh dạn bước lên. Nhưng mà trước khi khao khát điều đó, quý vị hãy đi riêng với Chúa, hãy ăn năn, những vấp phạm những tội lỗi của mình. Bởi vì Chúa chỉ đổ dầu thánh của Ngài trên đầu vào những cái bình sạch thôi. Chúa xài bình cũ, bình bể, bình nứt, nhưng mà phải sạch, chứ Chúa không thể xài bình dơ được. Chứ chúng ta hãy đi riêng với Chúa, hãy ăn năn với Chúa. Đừng có để ma quỷ nó kiện cáo chúng ta. Và khi chúng ta sạch rồi thì Chúa sẵn sàng đổ đầy. Amen. Chị có ý kiến?